Ừ. Hóa ra anh đã ở nấp trong này bao nhiêu lâu nay sao? Đúng vậy, ta đã đuổi theo một đứa anh cơn và bị kẹt ở đây. Bị kẹt là sao? Anh mau đi ra đây đi, đừng đứng trong đấy nữa. Không được, nếu tao đi ra khỏi khu rừng này thì tao sẽ bị chết dần chết mòn. Tại sao lại có chuyện như vậy được? Tao nghĩ là do những thí nghiệm của tao trước đây đã làm cho khu rừng này bị biến đổi. Vậy bây giờ em phải làm sao? Tao cũng không biết nữa. Có điều, ở trong này, ta bị bọn Rick hơn quấy nhiêu. Mày ở ngoài, hãy xử lý tổ chức của chúng nó tao. Dạ vâng, em biết rồi. Tất cả những thứ tớ điều tra được là như thế đấy. Nhưng mà bọn chúng lại độc ác như vậy. Thế bây giờ, chúng ta phải làm sao? Tớ có cách rồi, tớ sẽ ra ngoài một lần nữa để đến nhà máy đó điều tra. Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu đấy. Không sao, tớ ổn. Nhưng các cậu phải giúp tớ tìm đường ra khỏi đây. Không sao đâu, chuyện đấy rất là đơn giản đối với bọn tớ. Được rồi, đi thôi. Đi. Bây giờ chúng mày có đứa nào biết tổ chức của anh Kiên ở đâu không? Bọn em không biết. Không biết. Nhưng mà đại ca ơi, sao? Nói đi. Trước đây em đã từng điều tra về con Candy. Nó rõ xem nào. Dạ. Hồi đó bọn em đã điều tra được chỗ nó ở. Tốt lắm. Mấy thằng chúng mày đi lên nhà nó xem sao. Vâng ạ. Vâng. Thì ra đây chính là nhà máy của tập đoàn Condotti. Không ngờ nhà máy này có tận 2 lớp cổng cơ à. Không được, tối nay mình phải quay lại. Thì làm sao bây giờ? Sao chẳng gì nữa, về thôi. Ok. Kia chẳng phải người của Long Sẹo hay sao? Tại sao bọn chúng lại đến nhà mình để rình rập cơ chứ? Không ổn rồi, mình phải đi theo mới được. Bọn chúng vừa đi vào đây thôi mà, sao bây giờ đã không thấy đâu rồi? Không nhẽ căn cứ bọn chúng ở đây. Hey. Okay. Anh giúp em. Yeah.
Đứng lại. Sao Candy đi lâu thế nhở? Tớ chẳng biết nữa. Mà cậu yên tâm, chắc không sao đâu. Nhưng mà tớ sốt ruột quá, không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không. Cậu quên rồi à? Candy là một huyền thoại của X-Girl. Đúng rồi. Nhưng mà bọn chúng cũng rất là nguy hiểm nữa. Tớ nghĩ là tớ phải ra bìa rừng xem sao đã. Qua đây. Ra bìa rừng rất là nguy hiểm, cậu không biết ra. Không được, tớ phải ra đã. Ellie. Let's go. Okay. Đại ca bình tĩnh lại, không thể ra khỏi khu rừng này được. Các cậu ơi, Candy bị bắn rồi. Lên. Còn mình vô nữa thôi. Cố lên. Các cậu ăn cho lắm mà. Nặng như con lợn ấy.